Hello, xin chào mừng các bạn đến với nước Úc xinh đẹp. Hôm nay người ca sẽ đưa các bạn tới đi tham quan là cái trung tâm của thành phố Sydney bạn. Ở đây cũng có một cái ngôi chợ trời. Đó. Thì mình đi dạo một vòng rồi mình ghé ngôi chợ cho các bạn xem. Để xem cái thành phố này Sydney này thì nó cũng giống như quận trung tâm quận nhất của bạn. Nó có nhiều khu vực như Liverpool, Parramatta, Fairfield. Thì đây là mình ở trung tâm thì khu này rất là nhiều cái nhà cổ. Bây giờ theo các bạn cùng theo chân mình đi tham quan một vòng nha. Tất cả ở đây là giống như là nhà của những cái người mà ta qua đầu tiên ở nước Úc này ta xây dựng đó, nhà cái nhà nhỏ 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 về sau này người ta phát triển xuống ra các vùng ven thì nhà rộng hơn đó. Mà được biết là mấy khu nhà này nè là người ta không có được mà đập phá ra xây dựng lại. Đó, và để nguyên nguyên trạng vậy, nó giống như phố cổ vậy các bạn. Đây thực sự là cái phố cổ luôn mà. Đó. Nhà sát 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 nhau như ở Việt Nam vậy ha. Nhà nào cũng giống giống nhau, những cái người đầu tiên qua đây đúc là ở mấy nhà này. Đó. Thì các bạn biết là mấy cái nhà cổ này chắc chắn là nó sẽ rất là mắc tiền các bạn. Rất là mắc tiền. Xung quanh là có hoa cỏ thôi, một rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mà mình đi dạo một vòng quanh cái khu này có gì thú vị ha bạn ha. Những cái khu phố ở đây thì rất là sạch sẽ nha các bạn. Sạch sẽ, không khí trong lành, cây xanh mát rượi luôn. Cái đường nó cứ thoai thoải thoải dốc mình như là lạc, rất là đẹp. Bạn thấy ở trên mấy cái nóc nhà có mấy ống khói nó trang trí rất là cổ kính nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mà mình đi rảo bước ra những cái mặt phố chính các bạn. Đó, xung quanh ở đây có những cái công viên nè, bên kia là như cái nhà thờ. Giống như cái thành phố cổ vậy. Ở đây là thành phố cổ rồi, những người mà người ta qua Úc đầu tiên người ta sẽ bắt đầu từ đây và ta mới rộng ra. Đó, trước mặt chúng ta là giống như là những cái trục đường chính đó các bạn. Trường chính đó, ở đây bắt đầu xôn tụ hơn. Ở trong kia thì người ta nhà ở nhiều, còn ở đây những cái shop nhiều. Thì tất cả những cái con đường, những cái ngôi nhà ở đây, những cái shop đây á thì mình thấy nó rất là đậm chất của cái giống của ngày xưa các bạn. Đó, không riêng gì cái nhà ở nhưng mà những tất cả ở đây, khu vực đây, những cái công trình xây dựng ở đây á, nó rất là mang cái tính chất cổ điển. Là người ta cứ giữ nguyên như vậy làm cái phố cổ. Chỗ này thì nó sẽ sôm tụ hơn, nó là trung tâm của cái bang New South Wales này các bạn. Ở phía xa xa kia các bạn thấy có những cái bức tường không, nó bong tróc rồi luôn đó. Nó chứng tỏ là theo cái dấu thời gian rất là cũ kỹ không. Mà nhìn nó cổ kính lắm. Và đối diện bên cạnh đó là một cái ngôi chợ nè. Ngôi chợ này nó nằm trong cái khuôn viên của cái nhà thờ. Đây nè. Chợ này là Paddington. Nó cũng là một cái giống như là một cái chợ chợ trời đó các bạn. Nó nằm trong cái khuôn viên của nhà thờ nè. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào đó xem cái ngôi chợ trời nó bán gì. Đây nè, cái tên của nó nè. Nên tên là tên của cái nhà thờ thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chợ trời này xem người ta buôn bán những gì đó. Mỗi khu vực nó đều có những chợ trời. Phía ngoài này là người ta bày bán các loại hoa không. Hoa này nhà mình trồng cũng nhiều, người ra đây bán người ta bán cũng khá là mắc. Những cái cây này nó bán là 25 đồng cho ba chậu đó, các loại hoa. Sorry. No problem. Đây là cái tên của cái ngôi chợ này các bạn, Paddington Market nè các bạn. Đó thì nó nằm trong cái khuôn viên của cái nhà thờ này đó. Rất là mỗi cái nơi đều có một cái khu chợ vậy hết. Và bây giờ mà các bạn cùng người ca đi vào tham quan cái ngôi chợ ở đây nó bán những gì, mình tham quan cho các bạn xem ha. Đây bây giờ mình sẽ
đi cùng vào cái ngôi chợ này. Đây người ta bán cái quầy hàng này, người ta bán quần áo nè. Nghe nói là ở đây người ta sẽ bán những cái đồ cổ và đồ thủ công mỹ nghệ rất là nhiều. Đó. Ở đây là có những cái vòng này là cũng lâu đời, có những hình những vị quan chúa gì ngày xưa rất là nhiều. Đó. Nếu mình mua thì mình có thể mình vào mình hỏi giá mình mua. Quầy hàng này là bán kính nè, đây là giá của nó nè, thấy khoảng từ 69 đô tới 109 đô. Đây, các loại kiếm các bạn có thể mua ở đây, mua cái nào đẹp. Cái kiếm tối mà anh không có thích đeo cái kiếm màu tối đâu, hàng cái kiếm màu này mà nó sáng hơn chút được. Này mà sáng hơn nữa. Tối hơn được. Cái kiến này được. Đây. Được. Để được. Nó giờ mình thử chọn một cái kiến này. Ở đây người ta có cái kiến đó thì không biết các bạn có hợp không hả? À, muốn đẹp hả? Đi chị thử. À, cái đó 35 đồng, bên này 65 đồng. 65 đồng. 35 đồng lấy cái đó. Homo City. This one's 39 on sale. 49. Yeah, 39. Mình hỏi có thể bớt bớt đi được không? À 40. 40. More discount on this? Yeah, discount. No, no, that one's 39. That's discounted. No, no, không có discount nữa. Vậy already discounted. Ok. 40 à, được á. Anh coi coi. Kiến này người ta nói 40 đô nào bạn. Đó, nhưng mà mình thấy em cũng dễ chịu lắm. Mắt rồi nhìn được ok. Ok, nói ba chục bán không? Mình trả họ nói cái này chuyến là 39 đô rồi bạn. Bây giờ bên giờ trả người ta 30 đô, không biết người ta có bán không? Đây cũng có rất là nhiều. Bên này thì từ 40 đô, còn cái mé bên kia là 65 đô. Đó. Cái này em đeo cũng đẹp. Bà nói nhiêu? Nó 30 đô bán không? 40. Thôi đi. If you've got cash, I can give them to you for 35. They're not my sunglasses. They're yeah, so I can't sell them off cheaper than that. Nói sao? Bán 35. Rồi bây giờ mình quyết định mình sẽ lấy cái kiến này luôn các bạn. Are you take it 35? Còn cái này là hiệu gì vậy? Cái nãy nãy cái đó. Hiệu ok, thấy được thì mình mua thôi. So, he has a case. Cabramatta. Yeah. Oh, I live not okay. far actually. Lithium. Can I record video on YouTube? YouTube. For YouTube? Yeah. Okay. Yeah, okay. Well, what are you promoting? Oh, you just put on YouTube or put on your YouTube. Oh, okay. Right. Thank you. Okay. Thank you. I was wondering what you were doing. mình xin phép người ta sẽ quay video ở đây. Bây giờ mình sẽ dùng luôn cái kiến này bạn. Thì mình trả bà 35 đô, bà bán mình 35 đô. Thank you so much. No worries. Like Tom Cruise. Bye. Good luck for you today. Okay, thank you. Mua được cái kiến rồi. Cái kiến này mình cũng khá đẹp, đeo êm mắt lắm. Đây là các cửa hàng những mấy thú này kia, đồ thủ công mỹ nghệ mà. Đây thì ta bán nữ trang. Cái này là 18 hả? Này, và 18 nè. Rồi đây người ta sale là 35 đồng. 35 đồng dây và 18 không biết nó như thế nào vậy. Đây thì 29 đồng. Mình cũng không biết được. BBQ là mình đặt đây, mình mua đây là người ta tự nấu nướng cho mình luôn, tự làm nướng cho mình luôn. Đó. Ví dụ là mình có thể mình chọn thịt ở đây ha.
chọn thịt sống là tươi đây ha. Là ra đây là người ta sẽ xử lý cho mình luôn, nấu nướng, mà xếp hàng rất là đông các bạn, thấy không? Xếp hàng rất là đông. Cái quầy này chắc là của người Trung Đông ha. Đây là những cái loại hoa mà người ta đang bằng len các bạn, đang bằng len. Và ra cái hoa này mình có thể mua ở đây, khá là đẹp mắt. Còn mấy cái chén này giống như cái đồ mà xứ mà của Việt Nam mình ngày xưa đó, xứ cổ, chén cổ bao nhiêu đồng? 15 đồng các bạn, 15 đồng một cái chén này nè, 15 đồng chén cổ. Nó giống như giả cổ thôi chứ không phải là chén cổ đâu mà. Ở đây có những cái vòng đeo tay bằng bạc, có bằng nhiều chất liệu khác nhau đó. Các bạn nữ mà vào đây mà tham quan chắc khá là thích các bạn, rất là nhiều luôn. À, đẹp. Hỏi thử một hai món coi có gì đẹp không. Đây là cái dòng mà không biết bằng chất liệu gì nữa mà rất là đa dạng và phong phú, cái vòng đeo tay các bạn. Rất là đẹp. Cái vòng đó đá, hỏi bao nhiêu? Có những cái vòng bằng bạc đó các bạn, cái này là nghĩ đúng là chất liệu bằng bạc luôn các bạn. Đó, vòng bạc khá là đẹp, không biết cái chủ quán đâu để mình có thể mình hỏi. À, cái đồ bạc không, cái vòng bạc á, vòng đó là bằng bạc á, em thử đeo cái đó vô coi. Dòng bạc nha. Inox nó có nhiều chất liệu lắm. Inox có nhiều cái loại nhẫn. Không có đề giá mà không biết giá bao nhiêu hết. Có những cái dòng bạc, dòng này bạc, cái này bạc, đúng bạc luôn. Mà biết không có đề giá ở đây các bạn, đề giá thì mình không biết giá bao nhiêu. Ồ, bên đây là những cái bộ dao nĩa, fork, cái nĩa này là bán 15 đồng một cái, mà không biết chất liệu gì, không biết bằng inox hay bằng bạc. Một cái nè, x. Ờ, hình như là con cá ngựa nè. Con ngựa. Cái nào đó. Cái này nếu mà nhà nào mà nó có điều kiện trang trí á thì mua về chú ăn bánh kem, bánh gì á. Khá là đẹp, 15 đồng một cái các bạn. Rất là nhiều luôn. Ở đây bán nè. Đó, mấy cái muỗng này cũng vậy nè. Muỗng này 45 đồng một cái. Muỗng này bằng bạc nè. Bạc nè, nó cũng trang trí nhưng có họa tiết một cái đầu cái muỗng nó khác nhau. Đây nè, cái đồ này đồ bạc không à. Đó, mấy con dao nè, thấy không? Mấy bạn thấy mấy con dao nó trang trí rất là đẹp. Đó. Đây là nguyên cái bộ dao nè. Đó. Kẹp á. 45 đồng. 45 đồng, ai có điều kiện thì mua. Lết nè. Ở đây là những cái đồ này là những cái đồ cũng là đồ cổ nha các bạn. Cái này giống như gắn tường, gắn nến á. Thấy cái tường xong mình bỏ cái nến đây nè. Bỏ nến đây nè. Đó. Cái này bằng đồng. Đồng. Cái này là hình con gì, con voi, con trâu gì. Có tượng Phật nữa nè. Mới là mấy cái đồ và đồ cổ. Đúng rồi. Đây có bán cái loại đá nữa các bạn, mình có thể mình chọn ở đây. Như cái viên đá này là đáng 10 đồng. Yeah. Natural one.
This is a natural one? Yes, yes. Most of them are Australian stones. Đá thiên nhiên của Úc. Ờ, đây là đá thiên nhiên của Úc các bạn. Đó. Đá thiên nhiên của Úc. Cũng có giá, ví dụ như là cái viên này là 15 đồng. 15 đồng. Và ở đây mỗi viên đã có dán giá. 25 đồng. Ồ. Ồ, cái này là nhiều mạng luôn. Ồ, cái này 150 đồng một cái viên này bà. Nó rất là nhiều màu sắc. Opal. Là đá opal. Dạ, đá opal. Rất là nhiều màu sắc, mình có thể mình tha hồ chọn lựa. Và thì mình có thể mình đánh vào nhẫn hay là làm mặt dây chuyền tùy theo sở thích mỗi người. Đây là những cái đồ bạc mà người ta sẽ tự làm thủ công các bạn. Đây là đồ bạc chính hiệu luôn á. Mình nhìn cái màu là biết màu bạc. Mà mình mua cái này về mình đánh là cái nhẫn cũng được á, không? Đây là bạc xịn á. Mua bạc đây thì không có sợ giả đâu. Đây là những cái đồ mà handmade làm bằng tay hết các bạn. Làm bằng tay hết. Như cái ngôi sao này là cái dây này thì bạn thấy khoảng 95 đồng. Cái đồ bằng tay bán rất là mắc. Như cái kẹp 150 đồng. Tất cả bằng bạc hết. Là người ta sẽ làm thủ công bằng tay. Đây là cái quầy hàng của họ. Rất là nhiều cái thứ để cho các bạn chọn lựa. Cô gái thì lắc chuông, biết lắc chuông làm gì? Đã lắc chuông làm gì đó? Giống như chào mừng, welcome vậy bà. Đây cũng có mấy cái đồ mà thủ công bằng gỗ nữa bà. Con rùa, này cái gì? 29 đồng. Một chiếc mặt nạ này là 43 đồng. Đồ đẹp 23 đồng, cái đó chắc để nến. Nó ai mà sưu tầm á, như có mấy bức tượng rồi nè. Thấy không? Khá đẹp á. 35 đồng. Rất mấy cái này giống như cổ thì không hẳn là cổ, nhưng mà nó cũng là cái đồ lâu đời đó các bạn. Giống nhà ta có ta mang qua. Như cái tượng Phật này nè, ngồi giữa nè. 48 đồng. Dạ. Họ đi du lịch Thái Lan, Cambodia hay vân vân, và họ sẽ mua về đó, và giờ không thích nữa họ đem ra bán lại. Ủa cái này cái gì có 8 đồng đó. Bằng chất liệu gì không biết, đựng gì không biết, đựng nến hay gì, 8 đồng. Koala. Đúng rồi. What is it? Đựng trứng. À, cái này đựng trứng các bạn. Nếu mà ai mà ăn trứng lộn á, mua cái này và đựng trứng lộn ăn này sang luôn. 8 đồng cái hình con koala. Biểu tượng của nước Úc các bạn. 8 đồng. Và rất nhiều cái bức tượng và bức tranh khác như là 40 đồng cái bức phù điêu này nè. Cái trứng bỏ ra chậm. Yeah. À, nãy giờ là mình đưa các bạn đi một vòng quanh cái khu chợ trời ở đây. Thì khu chợ trời ở đây thì cũng như các khu chợ trời khác ở trên nước Úc này, nó cũng giống như nhau hết. Thì mỗi khu vực người ta sẽ chọn ra cái khu chợ để ta mở ra bán vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Thì ai mà mê sưu tầm những cái đồ cổ, đồ handmade này kia thì người ta có thể tới đây tự mua. Cái khu vực chợ trời này là nằm gần cái biển Bondi, là một trong cái bãi biển nổi tiếng nhất của nước Úc, và được nhiều khách du lịch đã tới nước Úc này là sẽ phải tới đây. Đó, tại vì cái Sydney này thì các bạn biết là cũng nổi tiếng ở cái bang New South Wales rồi. Thì nãy giờ mình cũng được các bạn đi một vòng cái khu chợ trời Paddington tại trung tâm của thành phố Sydney. À, cũng có những nhiều cái điều thú vị. Không thì nãy giờ mình đi mình sắm được cái kiến. Đó, người ta nói 39 đô mình trả 35 đô và họ bán. Thì bây giờ video của người ta sẽ phép được kết thúc ở đây, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo về sau nha. Chào tạm biệt các bạn.